Tin tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Sau đây là những nội dung chính. Mỹ cảnh báo Iran, EU tính dùng tài sản tịch thu của Nga mua vũ khí cho Ukraine. Theo Reuters, G7 mới đây đã ra tuyên bố cảnh báo các nước thành viên của nhóm sẵn sàng có biện pháp trả đũa phối hợp nhanh chóng nhằm vào Iran nếu quốc gia Hồi giáo này gửi tên lửa đạn đạo hoặc công nghệ liên quan cho Nga giữa xung đột với Ukraine. Động thái diễn ra sau khi phương Tây nhiều lần cáo buộc Tehran đã chuyển giao lượng lớn tên lửa đạn đạo đất đối đất uy lực cho các lực lượng Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng. Cả Moscow và Tehran đều nhất quyết bác bỏ cáo buộc này. Theo quan chức cấp cao Mỹ ẩn danh, một trong những biện pháp trừng phạt G7 đang cân nhắc sẽ là cấm các chuyến bay của hàng không quốc gia hàng đầu Iran tới châu Âu. Iran Air hiện có nhiều tuyến bay chở khách từ Iran đến nhiều thành phố ở châu Âu. Phát biểu tại Vienna hôm 15 tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington đã gửi khuyến cáo rõ ràng tới Iran về vấn đề trên. Cùng ngày, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho hay các nước thành viên Liên minh châu EU có ý định sử dụng lợi nhuận thu được từ các tài sản Nga bị phong tỏa ở châu Âu để tài trợ việc mua sắm vũ khí cho Ukraine. Theo hãng thông tấn TASS, ông Scholz công bố thông tin trên tại một họp báo chung với Tổng thống Pháp và Thủ tướng Ba Lan ở Berlin, Đức hôm 15 tháng 3. Thủ tướng Đức tiết lộ cả ba sẽ nhóm họp lần nữa vào tuần tới để thảo luận về vấn đề cùng với các đối tác trong Hội đồng châu Âu. Tờ Financial Times của Anh hôm 11 tháng 3 từng đưa tin EU có thể chuyển cho Kiev khoảng 2-3 tỷ euro thu được từ việc tái đầu tư các tài sản đóng băng của Nga do cơ quan lưu ký quốc tế Euroclear quản lý vào tháng 7 năm nay. Trước đó vào ngày 1 tháng 2, các nước tham gia hội nghị thượng đỉnh EU đã thông qua đề xuất của Ủy ban châu Âu về việc dùng số tiền thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga để tài trợ một phần cho chương trình hỗ trợ ngân sách cho Ukraine đến năm 2027, trị giá 50 tỷ euro.